Xin chào mọi người, thì hôm nay dòng đàn SX600 và SX70 cũng đã có hiện tượng hư hỏng bên của đàn. Và bây giờ MetalMe sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay cái mặt bên của dòng đàn này nha. Đây là cây SX600 và tương tự với cây SX600 là cây SX70 nha mọi người. Thì hai cái xác đàn này nó giống y chang nhau, cho nên mình chỉ hướng dẫn một cây SX600 là ok rồi. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Rồi. Mọi người có thể thấy là ở đây nó có cái bên lò xo này. Đây, cái bên này là thường người ta gọi cái này là cái bên nha mọi người. Còn cái đây là cái modulation nha. Đó, cái bên thì nó sẽ có lò xo và chúng ta sẽ thay cái này. Thường thường chúng ta sẽ hư cái bên lắc này đây. Và chúng ta xả ốc này. Rồi. Mọi người có thể dùng máy bấm vít hoặc là mở vít bằng tay được nha. Chúng ta dùng cái ngón cái này bóp mạnh vào chỗ đây này. Bóp mạnh dây vào cái ngón tay này chúng ta đẩy ra thì cái bên sẽ rời ra. Rồi. Đó, chúng ta rút dây bình thường thôi, rút dây ở đây. Rồi, chúng ta cũng tháo cái này ra, rút mạnh ra nha mọi người. Có thể một số cái bên nó cứng, nhưng mà chúng ta cứ rút mạnh ra. Rồi, ở đây là một cái bên cúc nhôm đời 2023 của MetalMe. Thì dòng bên này nó rất là bền và nó có thêm cái đèn ở đây rất là dễ thương. Khi mà chúng ta cấp điện vào thì cái đèn này sẽ sáng lên rất là đẹp. Đây, bên ở bên của MetalMe nha mọi người. Mọi người chú ý mua dòng bên này nha. Tại vì trên thị trường có rất là nhiều loại bên nhưng mà nó không có bền đâu. Nó cũng là cốt nhôm, cốt đồng gì đó nhưng mà đa số là dòng bên không bền. Thì cũng dòng bên của MetalMe này là chưa có bảo hành cho ai hết, chưa có phải bảo hành gì nhiều hết, rất là ok luôn. Cắm vào là xài từ 2 đến 3 năm là chuyện bình thường. Rồi chúng ta bắt đầu gắn lại nha. Đó, đó. Chúng ta nên lấy cái dòng bên cốt nhôm của MetalMe nha mọi người. Bên này thì hiện giờ đặc điểm nhận dạng rất là dễ, đó là nó màu xanh da trời nè. Chúng ta cứ màu xanh da trời và có logo MetalMe trên đó là chúng ta mua thôi. Rất là ok nha mọi người. Mình gắn vào rất là vừa vặn nè. Rồi sau khi mà mình cấp điện cho đàn này, mình lắp lại hết bằng kiếm và các thứ này, đàn đang hoạt động này, thì chúng ta có thể thấy là ở trong đây nó có một cái đèn nhấp nháy, thì chứng tỏ là bên đã được cấp điện rồi và nó sẽ hoạt động nha mọi người. Mình sẽ đánh thử một vài đoạn để kiểm tra cái độ chính xác của cái bên này nha. Đây là cái bên modulation, thì bên modulation các bạn có thể thay bằng cái loại bên màu đỏ mà mình bán ở trên Lazada Shopee á. Các bạn có thể thấy cái loại bên màu đỏ thì chúng ta cũng mua về gắn vô đây là được nè. Còn cái bên màu xanh da trời chúng ta gắn cho dòng đàn này rất là vừa nha, không phải độ chế gì nha mọi người, rất là vừa nha, vừa vặn lắm. Mình gắn vào là ok luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đánh thử. Cách mà chúng ta để chúng ta test một cái bên thì rất là đơn giản. Chúng ta dùng bấm nút Direct Access, sau đó chúng ta sẽ lăn cái bên một cái. Lúc đó chúng ta có thể chỉnh được bên lên ở mức độ cao hơn. Ví dụ chúng ta bây giờ mình sẽ chỉnh cái bên của mình lên ở mức độ là bên 12 đi, thì chúng ta test nó dễ hơn. Đó, chúng ta sẽ không thấy cái độ sườn ở ngay chính giữa khu vực giữa này nè. Nếu những cái bên bị hư thường thường nó sẽ hư ở ngay khu vực giữa này hoặc là nó bên không tới. Thì bây giờ mình đã chỉnh bên 12 thì nốt la ở đây nó sẽ thành nốt la ở trên đây. Đó, chúng ta test rất là đơn giản, hoặc đánh nốt la ở đây, bấm test nốt la dưới đây. Đó, lại đơn giản hơn. Bây giờ bên của mình đã hoạt động rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trả hàng lại cho khách nha mọi người. Đóng đàn lại và trả cho khách thôi. Rất là đơn giản và dễ thay nha mọi người, chú ý một xíu thôi là thay được. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MetalMe Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.